Xin chào tất cả các bạn, mình là nàng tiên mực nè. Hôm nay chúng ta sẽ tới với một cái vlog về hình xăm rất là đặc biệt nha. Đặc biệt vì sao? Đó là artist Đông Tribal sẽ tự xăm cho anh ấy tấm lưng quen thuộc đây. Clip này các bạn thấy quen không? Tại vì đợt trước là chúng ta nghỉ dịch đó là có tự xăm ở dưới quê. Bởi vì lúc đó quá chán nên phải bày ra cái chuyện để mà làm. Còn bây giờ là chúng ta phải tận dụng cái thời gian được nghỉ Tết này nè để hoàn thiện cái chân phía bên kia. Bây giờ mình sẽ đổi camera cho các bạn xem và tiếp trong chơi bộ nó xăm hình gì nha. Cameraman đến đây, khung cảnh này là đang ở trong phòng ngủ của mình. Anh ấy đang làm gì đây, làm gì đây? Anh ơi, quay lại chào các bạn. Chào các bạn. Cái nụ cười đó nó không được vui lắm nhỉ? Vì sao vậy anh? Đang tự xăm rất là bị rát, bị rát và bị mỏi cơ, mỏi vai không xuống, không xuống này. Mỏi cơ nó bị co rúm lại, nó bị vừa mỏi mà nó vừa đau, mà mỏi thì nó khó chịu hơn đau, đau thì còn chịu được. Cái chân phía bên kia đã xong rồi nè các bạn. Đây cái chân vào lúc nghỉ dịch ở dưới quê đã xong rồi đó. Mà vẫn chưa có dặm lại nữa, mới xong qua có một lần thôi. Các bạn nhớ không? Cái hình này nè. Bây giờ thì đang xong phía bên chân bên kia thì là chân trắng đen. Đó. Hôm mới nghỉ á, là có xong một hình ở phía dưới rồi, anh cho mọi người xem đây. Đây. Xong một hình ở dưới rồi. Hôm nay là rảnh rỗi không có kèo gì hết cho nên là xong tiếp phần đầu gối nha. Cho xin cảm nhận về cái sự tự xăm nào. Trong vòng khoảng 5 phút đầu rất là kinh khủng, mất mất ý thức luôn, cảm giác rất là đau đớn kinh khủng, nhưng mà một hồi nó quen thì nó đỡ hơn, nó quen thì nó cảm giác ok. Chứ mới Nhưng mà có đỡ đau hơn người khác xăm cho mình không? thì tất nhiên là nó phải đỡ đau hơn người khác xăm rồi, tại vì mình xăm mình nương á, mình đâu có xăm mạnh đâu. Có nhiều chỗ nó cũng không dính, lại mình cũng muốn biết chỗ nào đau quá thì mình rút ra, chứ là mình phải xăm từ từ vào, mình không có chọn vô nó bị giật mình. Vậy đó ha. Nhưng mà cái này là phải hơi tự kỷ một chút xíu mới làm được, chứ lúc đang vui vẻ làm không được. Ủa chứ giờ không vui hả? Đang Tết mà hôm nay là chỉ mới có mùng 4 Tết rồi đó, không vui sao? Bị mập lên không vui lắm. Mập đâu, ốm nhom mà, ốm nhom tay chân nhỏ xíu à, vô cái bụng nó hơi mỡ xíu thôi. Nè, thẳng lưng là chuẩn bị quay chính diện nè, thẳng lưng hóp bụng nè. Hóp bụng, hóp bụng. Hình ảnh lõa thể. Góc này ốm nhom luôn nè. Cái mặt xíu nữa là hình trái banh thôi. Xong vô xong hai chân để giảm cân tiếp này. Này nói hoài nghe hoài luôn á. Khúc đó chưa tới nha các bạn. Tại vì chân còn lâu lắm. Anh còn muốn nói gì với các bạn nữa không? Hôm nay chúng ta quay cái clip ngắn ngắn thế này để kỷ niệm cho vui thôi à, chứ không có đầu tư gì mấy, nên là chủ yếu là chúng ta sẽ dùng lời nói để làm clip này trở nên thú vị hơn, chứ không có kỹ thuật, kỹ xảo điện ảnh gì trong đây hết. Happy New Year các bạn, chúc mừng năm mới. Quá nhạt luôn nha. Sau khi các bạn nghe được cái lời chúc nhạt nhẽo vừa rồi của Artist Đông Tribal thì cái clip này chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha. Năm mới thì mình cũng chúc các bạn là thật nhiều sức khỏe nè, rồi có thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và đạt được nhiều cái thành công trong công việc nha. Hẹn gặp các bạn trong những vlog tiếp theo. Bye bye. Đừng quên chia sẻ, ấn thích video để tạo động lực cho tụi mình lên nhiều video mới hơn nha.